cha khi ngày thiết tha gọi con. Cho dù đường trong gai, không gì khiến con từ chối. Vai vác lấy thâm tư, làm con quy tin ngài thôi. Vai vác lấy thâm tư, làm con quy đi theo ngài. Con liều mình theo cha, khi chẳng thể không niềm tin. Con liều mình theo cha, khi ngài thiết tha gọi con. Cho dù đường trong gai, không gì khiến con từ chối. Vai vác lấy thâm tư, làm con quyết đi tin ngài thôi. Vai vác lấy thâm tư, làm con quyết đi theo ngài. Bài hát mà chúng ta vừa mới hát có dựa trên nền tảng lời Chúa chép trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 và câu 25. Chúng ta nhìn lên trên màn hình, chúng ta sẽ thấy cái câu kinh thánh này được đặt ngay phần đầu của bài hát. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình, ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Đây là một lời giáo huấn của Chúa dành cho các môn đồ năm xưa, cũng là lời giáo huấn huấn lệnh của Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay. Dạ, chúng ta nhìn cái thập tự giá mà Chúa Giê-xu bị treo trên đó đó. Dạ, đó là một cái sự cực hình đau đớn vô cùng. Và khi mình nhìn cái biểu tượng thập tự giá thì mình chưa đánh giá hết được cái sự trả giá của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá vì chúng ta đâu. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói đến cái thập tự giá mà Chúa nói đến đó, là mỗi người đều có cái thập tự giá đó. Mà Chúa phán với mình rằng mình phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Nói đến cái thập tự giá thì không có sung sướng gì hết. Đã nói chữ vác rồi thì không có sướng gì hết trơn á. Vác mà, vác là nặng nề, phải không ạ? Và chính cái thập tự giá đó sẽ đóng đinh chúng ta ở trên đó. Đóng đinh cái gì? Đóng đinh xác thịt, những tư kỷ chúng ta, những cái tội lỗi, những cái điều không xứng đáng, những cái điều mà Chúa muốn chúng ta phải trả giá nó, phải từ bỏ nó. Không có vui tí nào, không thích tí nào, nhưng chúng ta phải làm, bởi vì cớ nước của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa phán rằng nếu ai muốn theo ta, hay muốn theo Chúa, thì phải liều mình, liều mình, từ bỏ hết, phải ghen lì, phải đứng lên, phải can đảm mà vác thập tự giá mình mà theo Chúa. Nói đến thập tự giá của mình không có sung sướng gì, như nhắc lại quý vị đó, không có vui gì mà vác cái thập tự giá của chính mình. Bởi vì nơi đó chúng ta phải treo lên hết tất cả những gì không thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Chúa phán rằng vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Nếu chúng ta cố gắng giữ lại thì nó cũng sẽ mất mà thôi. Nhưng giao cho Chúa thì chúng ta sẽ được lại. Được lại ở trong Chúa đó là những cái tốt hơn, những cái phước hạnh Chúa ban cho. Chứ không phải được lại cái gì chúng ta treo lên, được lại cái gì chúng ta bỏ nha quý vị. Được lại cái gì mà tốt hơn những cái gì chúng ta bỏ. Đức Chúa Trời chúc phước cho chúng ta. Ví dụ như buổi sáng mà chúng ta bước vào phòng nhóm để học kinh thánh chung với nhau á, lầm cờm ngồi dậy từ giường ngủ á, đó cũng là một cái hành trình vác thập tự giá theo Chúa. Chúa thấy mỗi người chúng ta cũng vật vã trên giường. Chúa thấy chúng ta cũng vật vã, hồi sau giờ này đáng lẽ mình ngủ mà mình phải vào vọng canh vậy ta. Chúa thấy chứ. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị đã chiến thắng rồi. Amen. Chúc mừng Hồng Diễm, chúc mừng Mai Trinh, chúc mừng Tammy. Cảm ơn Chúa. Chúc mừng bà nội, chúc mừng thầy Tịnh. Cảm ơn Chúa. Chúc mừng một siêu đông nữa. Có những lúc tôi tắt luôn cả tiếng, rất mệt, ho nhiều. Nhưng mà không sao, mấy chuyện đó là mấy cái thử thách mà Chúa đưa tới để coi mình có tiếp tục hay không. Vâng, mình đã chiến thắng mình rồi quý vị. Chúng ta đã chiến thắng cái giường của mình. Cảm ơn Chúa. Mình đã chiến thắng cái giường của mình rồi. Ngợi khen Chúa. Đó là cái chiến thắng đầu tiên trong ngày đó. Có ai hỏi chúng ta sự chiến thắng đầu tiên trong ngày đó là gì? Chúng ta sẽ biết rằng đó là cái chiếc giường của chúng ta. Đó là cái gối thân yêu của chúng ta. Cái mền ấm áp của chúng ta. Mà chúng ta đã trỗi dậy không cần nó nữa. Chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah.
Bây giờ mình hát lại bài hát này lần nữa nha. Đó là cái lời giải thích ngắn gọn cho chúng ta qua bài hát này, vì sao có bài hát này. Con liều mình theo cha khi chẳng thế không niềm tin. Con liều mình theo cha khi ngài thiết tha gọi con. Cho dù đường trong gai không gì khiến con từ chối. Vai vác lấy thâm tư làm con quyết đi tin ngài thôi. Vai vác lấy thâm tư làm con quyết đi theo ngài. Con liều mình theo cha khi chẳng thế không niềm tin. Con liều mình theo cha khi ngài thiết tha gọi con. Cho dù đường trong gai không gì khiến con từ chối. Vai vác lấy thâm tư làm con quyết tin ngài thôi. Vai vác lấy thâm tư làm con quyết đi theo ngài. Đáng chung phước thay là kẻ nhờ cậy Giê-hô-va. Lấy danh ngài làm nguồn trong cây mê. Sẽ như cây trong gần bờ suối, rơi đầm theo nước chảy đêm ngày. Ồ, khi trời nắng lá vẫn xanh rạng, nắng khô hàng cũng chẳng lo gì mà luôn ra trái ngon. Đang chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Giê-hô-va. Lấy danh ngài làm nguồn trong cây mình. Sẽ như cây trong gần bờ suối, rễ đâm theo nước chảy đêm ngày. Ồ, khi trời nắng lá vẫn xanh rạng, nắng khô hàng cũng chẳng lo gì mà luôn ra trái ngon. Ồ, khi trời nắng lá vẫn xanh rạng, nắng khô hàng cũng chẳng lo gì mà luôn ra trái ngon. Amen. Cảm ơn Chúa. Bữa nào chắc là phải đưa những bài hát này vô trong chương trình thờ phượng quá à, quý vị. Những lời bài hát này là những lời thánh kinh mà được hát. Chúng ta thường đọc kinh thánh thì bây giờ chúng ta hát kinh thánh đó quý vị. Amen. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau cầu nguyện cho chương trình nhóm ngày mai. Thì trước hết là kính mời bà nội cầu nguyện cho chương trình nhóm học chiều Chủ nhật vào lúc 9:45. Thì có nhiều chị em sẽ vừa lái xe vừa tham gia vô. Có nhiều người từ tiểu bang khác cũng tham gia vô trong mạng Zoom cầu nguyện của chúng ta để học chương trình chuyện Chủ nhật do mục sư Trần Mạnh Hùng chia sẻ qua qua Zoom. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa ban phước cho mục sư Trần Mạnh Hùng được ơn. Tuần tới thì chúng ta không có học chương trình chuyện Chủ nhật, bởi vì tuần tới đó 31 đây tháng 3 thì mục sư Hùng ở bên đây rồi, và mục sư Hùng đi sang bên Arizona rồi, và ông sẽ chuẩn bị cho cái chương trình picnic của Hội Thánh Phục Hưng truyền giảng picnic. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho mục sư Trần Minh Hùng được ơn để mục sư sẽ truyền giảng với Hội Thánh Phục Hưng chương trình picnic. Chúng ta cầu nguyện Chúa để chúng ta tham gia chương trình này ngay sau cái lễ báp têm vào 31 tháng 3. Ngay sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển đến cái chỗ picnic của Hội Thánh Phục Hưng để cùng với nhau chúng ta giữ truyền giảng và mừng Chúa phục sinh. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì chúng ta cầu nguyện cho chương trình học trường Chủ nhật vào ngày mai là cái buổi chót của tháng này, tháng 3, cái buổi chót của tháng 3 và ngày mai. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần là 31 tháng 3 và 7 tây tháng 4. 2 tuần đó thì sẽ không có học trường Chủ nhật, bởi vì một cái chương trình báp têm vào ngày 31 tháng 3 và một cái chương trình cắm trại của Hội Thánh Vườn Nho vào 7 tây tháng 4 sẽ được thông báo vào ngày mai. Cho nên
tất cả chúng ta sẽ được thông báo để ngày mai là cái buổi học trường Chủ nhật chót của tháng 3. Sau đó thì chúng ta tạm nghỉ vào ngày 31 bởi vì có thánh lễ báp têm và chương trình Mừng Chúa Sống Lại, rồi chương trình picnic của Hội Thánh Phục Hưng. Đã. Rồi 7 giây tháng 4 thì đến phiên Hội Thánh Vườn Nho sẽ đi cắm trại, cho nên chúng ta sẽ không có 2 tuần học trường Chủ nhật. Đó, ngày mai thì 9:45 chúng ta cầu nguyện, bà nội sẽ cầu nguyện cho chương trình này. Rồi cầu nguyện cho buổi nhóm lại của Hội Thánh, xin Chúa ban ơn cho Hội Thánh Vườn Nho. À, những tuần qua Chúa ban phước cho Hội Thánh rất nhiều. Ngày mai đáng lẽ thì cô giáo sư Ánh Tuyết sẽ online để chia sẻ với chúng ta, nhưng mà vì cô về trở về và cô sẽ đến với Hội Thánh Mỹ, nơi mà đã cầu nguyện cho cô, đặt tay cho cô để sai phái cô đi hầu việc Chúa ở Việt Nam trong tháng 3 vừa rồi, 2 tuần qua, thì cô sẽ trình diện và làm chứng lại phước hạnh của Chúa ở Hội Thánh, cho nên cô không đến được. Nhưng mà đổi lại thì sáng thứ hai cô sẽ vô trong Vọng Canh để cô có cả một cái chương trình làm chứng luôn ở Vọng Canh. Rất là phước hạnh luôn quý vị. Tôi có thể để cho cô chia sẻ 2 ngày cũng được nữa, thứ 2 và thứ 3 luôn nữa, bởi vì đi 2 tuần như vậy thì một buổi đâu có đủ đâu, cho nên cô sẽ kể về rất nhiều những phước hạnh của Chúa trong 2 tiếng đồng hồ đó. Chúng ta sẽ được nghe, được khích lệ về những gì chúng ta đã làm, đã dâng hiến, đã cầu nguyện, đã hỗ trợ với cô. Thì đã chúng ta cầu nguyện Chúa. Đáng lẽ ngày mai có cô, nhưng mà ngày mai thì tôi vẫn chia sẻ lời Chúa cùng Hội Thánh. Cho nên bà nội cầu nguyện cho lớp trường Chủ nhật vào sáng mai 9:45 và buổi nhóm của Hội Thánh Vườn Nho vào 10:45. Bà nội chúc phước cho hai cái buổi nhóm này. Là nhớ cầu nguyện cho Hội Thánh chỗ mục sư Nguyễn Thủy, mục sư Hồ Hiếu Hạ, mục sư Hồ Long. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các hội thánh ở California. Có 120 hội thánh ở California. Arizona chúng ta có 13. California có 500.000 người Việt Nam, cho nên 120 hội thánh. Chúng ta cầu nguyện Chúa ban ơn cho các hội thánh. Vâng, bây giờ bà nội sẵn lòng cầu nguyện chưa? Kính mời bà nội cầu nguyện ha. Xin Chúa đại ý cầu nguyện anh em của mình, cầu nguyện chung với nhau. Amen. Cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời là Cha đời đời là Chúa bình an của chúng con. Chúa ơi, mỗi buổi sáng thì con thấy sự nhân từ của Chúa, ban đêm truyền ra sự thánh tính của Ngài. Đức Chúa Trời, chúng con là một trời khó một và thật. Ngài yêu chúng con, Ngài luôn luôn ở gần chúng con, là những người cầu nguyện. Và giờ đây chúng con hiệp ý với nhau trong Zoom, nơi một sư đông đã cho chúng con cầu nguyện đã bước qua năm thứ 6, thứ 7 rồi. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, và chúng con sẽ những lời nói chúng con luôn luôn là sẽ cầu nguyện cho đến khi Chúa đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, vì cầu nguyện là hơi thở của Cơ Đốc nhân. Nếu con người mà không có hơi thở thì con người đó kể như là chết. Thì cầu nguyện cũng y như vậy. Nếu chúng con không có cầu nguyện thì chúng con chết về phần tâm linh. Chúa Trời ơi, xin Chúa thương xót tất cả anh em chúng con gọi là Cơ Đốc nhân. Phải tìm kiếm Chúa trước hết là cầu nguyện, thưa chuyện với Đức Chúa Trời nọ toàn năng của chúng con. Đức Chúa Trời luôn lắng nghe và ban phước theo những lời gì chúng con cầu xin. Chúng con cảm ơn Ngài. Cho giờ này chúng con hiệp ý nhau cầu nguyện cho chương trình Chủ nhật tới đây. Chúng con cần sự thăm viếng của Chúa. Chương trình trường Chủ nhật của mục sư Hùng, Chúa ơi, Trần Mạnh Hùng, xin Chúa chúc phước trên đầy tớ của Chúa là một sự trần mạnh được sức khỏe, sức mới của Ngài và lời phán đầy dục đủ quyền năng. Chúa chúc phước trên đầy tớ của Ngài, mục sư Trần Mạnh Hùng và cô giáo sư Anh Tuyết. Cảm ơn Chúa đã cho cô đã đi truyền giảng ở các trại cai nghiện ở Việt Nam, và cô sẽ trở về lại. Chúa ơi, xin Chúa giữ gìn chuyến bay của cô trở về được bình an. Xin sứ của Chúa ở cùng những gì ở của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa thêm sức cho mục sư Trần Mạnh Hùng của chúng con. Chúa ơi, ban cho ông có nhiều ơn, nhiều sức khỏe,
để đi đây đi đó giảng khắp mọi nơi. Ôi từ đó tới giờ chúng con thấy một sự trần mạnh hùng, vẫn còn sức khỏe bình an từ Chúa cho. Con cũng còn luôn luôn cầu nguyện cho các vị lãnh đạo chúng con, Chúa ơi, vì các lạc vị lãnh đạo chúng con nhắc nhở khuyến khích chúng con và cầu nguyện cho chúng con, để chúng con được lớn lên mỗi ngày, mỗi ngày trong lời của Đức Chúa Trời. Vì chúng con sống bởi lời của Đức Chúa Trời nên chúng con cần những bài giảng, cần các vị lãnh đạo chúng con, Chúa ơi. Chứ người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời, tức là lời Kinh Thánh, lời các mục sư nhắc nhở dạy vào chúng con. Chúa cho chúng được tới đây là một như một ngày lễ hội. Chúa cho anh chị em con nhóm lại đông đủ và tới ngày lễ phục sinh và thường khó. Hai cái lễ đó là rất là lớn lao cho cơ đốc nhân chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cho những buổi lễ diễn ra thật là được phước, đầy ơn, được sự sức giàu của Chúa trên lời giảng dạy. Và anh chị em chúng con biết những cái lễ quan trọng mà đức tin của mình được mạnh mẽ hơn, và đi nhóm đông đủ, chứ không có cơ đốc nhân mà ở nhà nhóm online cũng không phải là tốt. Chúa ơi, xin Chúa cho anh chị em con không có lợi dụng cái online để mà ở nhà. Ở nhà thì rất dễ mà bị cắt đứt cái đường truyền, tức là có người này người kia trong nhà nói chuyện không ổn rồi. Xin Chúa ban phước cho anh chị em con giữ ngày Chủ nhật để làm nên ngày thánh, với những cái ngày lễ quan trọng, lễ phục sinh, Giáng sinh. Chúa ơi, là chúng con biết tôn cao Chúa, chúng con thờ phượng Chúa, và những cái lễ này đã nhắc chúng con lại ơn của Chúa đã đối xử với chúng con, là Chúa đã chết đau đớn, bị sỉ nhục trên cây thánh giá vì cớ chúng con. Nếu thế gian này chỉ có một người thôi thì Chúa cũng đã hy sinh cho cái người đó. Và cái này thế gian này rất là đông, nhưng Chúa đã hy sinh tất cả những gì cho chúng con. Cái đó là một cái gương mà chúng con cảm ơn Chúa, chúng con thờ phượng Ngài, chúng con tôn cao ba ngôi Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng chúng con một ngày mới. Chúa lắng nghe những lời khẩn nguyện của chúng con. Một lần nữa con cầu nguyện Chúa chúc phước cho các vị lãnh đạo chúng con, mục sư, trong đó có mục sư David Đông, có mục sư Trần Mạnh Hùng, có mục sư Nguyễn Thị ở Oren, có cô Anh Tuyết, và tất cả các nơi. Chúa ơi, mục sư Hồ Long, và tất cả mục sư rất là nhiều, những người thân của chúng con có mục sư rất là nhiều. Xin Chúa ở cùng, giữ gìn và ban phước sức giàu trên cách đầy tớ của Ngài, để có những lời Chúa cho chúng con, được sự sức giàu của Chúa cho các mục sư trong những ngày lễ quan trọng của chúng con, là hai lễ phục sinh và Giáng sinh. Chúa ơi, được đầy ơn. Và chúng con sẽ cầu nguyện để có nhiều người mới vào hội thánh để biết Chúa Giêsu và họ tin Chúa vào những hai ngày lễ quan trọng đó, phục sinh và Giáng sinh. Chúng con sẽ mời nhiều người chưa biết Chúa trở lại hội thánh để biết Chúa, tin nhận Chúa. Chúa ơi, vì một linh hồn quý hơn cả thế gian, xin Chúa giúp chúng con mỗi cơ đốc nhân, chứ không phải các vị lãnh đạo. Tất cả chúng con mang danh là con cái của Chúa, chúng con phải đem người mới về cho hội thánh. Amen. Chúng con cảm ơn Chúa, chúc phước chúng con để chúng con làm được những sự lớn và khó mà Chúa đã giao cho chúng con, để chúng con được ơn để mà hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa con cầu nguyện chúc phước cho mục sư Trần Mạnh Hùng, mục sư David Đông, mục sư Nguyễn Thị. Amen. Tất cả được đầy ơn trong những ngày lễ hội lớn này, để có những lời của Chúa rao giảng. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài sức giàu trên đầy tớ của Ngài. Chúa ơi, Chúa thêm sức khỏe, thêm năng lực, thêm quyền năng ân tứ cho các vị lãnh đạo chúng con. Tất cả chúng con cầu nguyện với tấm lòng hiệp ý, tạ ơn Chúa. Ngài đang ở cùng những người kêu cầu Ngài. Chúa đang ở đây, Chúa nghe chúng con, và Chúa sẽ ban phước hơn những gì chúng con mong ước. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời, ban ơn của chúng con. Và chúng con cảm ơn Chúa. Ngày mới, Chúa ban sự bình an cho từng gia đình chúng con được an vui. Chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con hiệp ý cầu nguyện với tấm lòng tạ ơn Chúa. Và chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn bà nội.
Dạ, yeah, cảm ơn bà nội Hallelujah đã cầu nguyện rất mạnh mẽ và sâu sâu sắc với công việc của Chúa cho Hội Thánh Vườn Nho, cho chương trình truyền giảng Sống Tình Yêu, và cho chương trình học Kinh Thánh trường Chủ Nhật. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhìn lên trên màn hình, chúng ta đang thấy Mục sư Trần Minh Hùng đang ở trong cái chương trình Sống Tình Yêu. Chương trình này năm tuần rồi tôi cũng hầu vị Chúa với chương trình. Và có Tammy dự, có Mai Trinh, có Hồng Diễm, có Tuyết Hương. Tuyết Hương dậy rất sớm, 4 giờ sáng đã vô chương trình này rồi, cùng với Thiếu Nhi để thờ phượng Chúa. Và chương trình rất là được ơn và phước hạnh, và chúng ta quảng bá chương trình này để nhiều người được tham dự. Sao hôm nay chúng ta không có tham dự chương trình này? Bởi vì chúng ta đang có chương trình cầu nguyện, thì chúng ta ở trong cái chỗ cầu nguyện cho mục sư. Sau khi chúng ta sau khi mục sư Hùng giảng xong thì sẽ có cái phần kêu gọi. Được biết rằng trong cái chương trình này có rất nhiều thân hữu là những người sống ở quê hương, trong đó phần đông là những người đang trong quá trình bắt đầu cai nghiện và được giải cứu, thì họ tiếp nhận Chúa để họ có đời sống mới và họ được giải cứu khỏi tội lỗi và những cái cơn nghiện của họ. Tuần rồi thì Chúa cho 11 người lớn tin Chúa và 11 thiếu nhi tin Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta hãy cầu thay cho chương trình này. Chương trình này thì được phát sóng vào sáng thứ bảy hàng tuần, và tôi được mời cũng như là nhận lời để hầu việc Chúa với chương trình vào mỗi mỗi tuần thứ ba của tháng. Và trước đây thì tôi cũng có dự phần ở trong chương trình cứ đầu tháng, nhưng mà sau bận rộn viết luận án vân vân thì một năm ngoái tôi không có tham dự, và năm nay thì tôi bắt đầu trở lại với chương trình. Cho nên rất là vui vì anh em cũng đề nghị là tiếp tục hầu việc Chúa với chương trình, với chương trình truyền giảng như thế này. Tôi đang tìm cái flyer. Hôm qua thì có nghe Tammy hỏi thăm chương trình thì đó, cái chương trình này từ 6 giờ sáng nhưng mà ở một cái Zoom khác, thì chúng ta cũng có cái chương trình cầu nguyện, cho nên tùy chúng ta có thể tham dự vào trong chương trình truyền giảng, hoặc là chúng ta cầu nguyện vào mỗi sáng với sáng thứ bảy với Hội Thánh. Nhưng mà sáng tuần thứ ba của tháng, tuần nào thứ ba của tháng thì tôi cũng chia sẻ, thứ bảy mà tuần thứ ba của tháng nào tôi cũng chia sẻ ở tại cái chương trình Sống Tình Yêu. Cho nên quý vị cũng cầu nguyện cho mục sư Hùng, mục sư Đông và tất cả các mục sư diễn giả khác, để chương trình kết quả hơn. Nghe nói rằng trong quá trình truyền giảng được 4 năm qua thì có khoảng 1.000 người tin Chúa, quý vị, 1.000 người tin Chúa. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho tiếp tục được ơn để cứu được thêm nhiều người. Cảm ơn Chúa. Cho nên sáng nay thì cũng nghe Tuyết Hương nói rằng hồi sáng 4 giờ Hương có vô, được phước lắm mục sư. Hương có thể nói sơ sơ được không? Nếu mà được thì Tuyết Hương nói sơ sơ ha. Mình vô trong mình nhóm với thiếu nhi á, thì mình thấy mình trẻ lại tới 10 tuổi lận quý vị. 10 tuổi tới 20 tuổi luôn quý vị. Mời Tuyết Hương. Dạ, Hương chào bà nội, chào mục sư, chào. Cảm ơn Chúa hồi sáng Hương coi vô lúc 4 giờ thì rất là được phước. Thì hồi lần tuần trước thì mục sư Đông có chia sẻ và giải đáp thắc mắc cho chương trình thiếu nhi, thì có 12 em tin Chúa. Hôm nay thì chương trình rất là được phước nhưng mà không có em nào tin Chúa. Rồi sáng nay thì Hương mới vô. Mà hồi sáng thì cái bài học cho các em thiếu nhi, ô có Vinny nữa nè, hồi sáng Vinny có vô nè. Vậy hả? Thì cũng trung tính lắm luôn á. Rồi học về bài học của ông Eli và ông vua Ahab, thì rồi câu gốc trước mặt ta người trước có tất cả thần nào khác. Rồi sau đó thì một sự chồng mình hùng cũng giải đáp các thắc mắc của các em đó. Dạ, thì rất được được ơn và được phước. Hương cũng thấy recording cái chương trình rất là được khích lệ, là bởi vì mỗi một câu chuyện của mỗi một nhân vật ở trong Kinh Thánh, thì khi mà
mình được coi cái phim hoạt hình và cái câu chuyện và được chia sẻ lại, rồi các em cũng có cái ý để mà hỏi, có suy nghĩ và có ham muốn học lời Chúa và suy nghĩ và đã đặt ra những câu hỏi này rất là quý, rất là thương. Thì tuần rồi thì Chúa cho Hương cái trải nghiệm là lúc mục sư Đông vô thì Hương cũng thấy thôi mình cũng muốn vô, thì khi mà vô mình thấy được có sự học hỏi thêm nữa, không phải là chỉ cho thiếu nhi thôi mà luôn cả Hương hành trình Hương theo Chúa mấy mươi năm. Chứ bây giờ giống như tuần rồi Hương nhắn tin cho group của Vườn Nho đó, mình thấy mình còn thua nhiều lắm, còn phải chạy mà phải chạy liên tục nữa nè. Thì cô vợ cô Thủy Tiên cũng rất hướng dẫn rất là khéo léo và linh động và vui vẻ, giống dị dị giống rất là dễ thương. Thì những điều này thì Hương cũng muốn tiếp tục, để mà mình có cơ hội thì mình cứ vô. Nhiều khi mình cũng ráng ngủ thêm một tiếng hay là gì đó thì cũng mất, thì cũng không có bổ ích gì cho tâm linh, nên Hương cũng muốn cố gắng để mà tiếp tục theo, để được học hỏi thêm trong lời Chúa, trên hành trình theo Chúa. Cảm ơn Chúa vì cho mình có cơ hội, có dịp tiễn là mặc dù ở nhà mà mình cũng có thể vào Zoom, chứ mình không phải đi đâu xa lặn lội. Nhớ đến những cái phương tiện như ở chỗ chị Lượm đi, những hồi năm rồi mình có thấy cái video clip của một sư thắng gửi đó, rất là thương, muốn đi đến hầu việc Chúa, muốn đi đến thờ phượng Chúa, mà từ sáng sớm 3 giờ sáng là đã ngồi cái ghe nhỏ và bao nhiêu sóng gió mưa bão rồi đi đến điểm nhóm là 3 tiếng 4 tiếng đồng hồ mới đến điểm nhóm, bao nhiêu cái cơ cực đó mà anh em còn yêu Chúa, còn không có ngại đường. Hallelujah. Sáng như vậy mà không gì, mình ở đây nó rất là có dịp tiện, là chỉ bấm vô cái nút thôi là mình đã được kết nối liền. Thì thì điều đó là Hương Chúa cho Hương có cái siêng năng, thì còn cho Hương có sức để mà Hương tiếp tục và theo dõi và học hỏi. Hương có bấy nhiêu điều để chia sẻ thôi mục sư. Cảm ơn Chúa trên hết mọi sự. Vinny rất là giỏi. Vinny đi ở group nào chị cũng thấy Vinny cũng có tham gia. Cảm ơn Chúa, hình ảnh của Vinny và Tina cũng đem lại cái sự khích lệ cho Hương rất là nhiều. Vinny cũng đặt ra những câu hỏi hồi sáng. Có nghe Vinny hỏi mục sư Hùng đó. Cảm ơn Chúa, Hương có bao nhiêu lời chia sẻ đây mục sư. Hello 1234. Còn ai nghe không nhỉ? Cảm ơn Hương. Mục sư mới mở microphone. Hương có nghe mục sư nói không? Alo. Dạ, nghe mục sư nghe okay, rõ. Nghe rõ ha. Cảm ơn Hương. Vâng. Thỉnh thoảng thì tắt microphone để cái signal thu âm nó rõ hơn, cho nên lâu lâu quên mở. Cảm ơn Hương và Vọng Canh thường thường nhắc cho vấn đề này. Cảm ơn Chúa, Hương rất là yêu mến Chúa và Hương đã vô trong cái chương trình thiếu nhi sáng hôm nay. Chúng ta nhìn lên trên đây, chúng ta sẽ thấy cái flyer, cái poster mà mỗi tuần đều có cái chương trình học kinh thánh vào lúc 4 giờ sáng, tính là cái giờ của Arizona nha, ở Mỹ nha. 4 giờ sáng thứ bảy là 6 giờ chiều ở Việt Nam á. 4 giờ sáng xong rồi thì tới 6 giờ sáng ở Arizona là 8 giờ tối ở bên Việt Nam. 6 giờ sáng Arizona là 8 giờ tối ở Việt Nam. Thì 4 giờ và 6 giờ Arizona rất là sớm, nhưng mà Hương cũng vô được vào lúc 4 giờ là 2 tuần rồi ha. Cảm ơn Chúa. Đó, thì tuần rồi thì mục sư hầu bị Chúa với cái Zoom này, cho nên chúng ta có thể switch những cái chương trình như thế này. Nếu như chúng ta muốn thay đổi không khí và muốn yểm trợ cho chương trình thì chúng ta có thể trực tiếp vô đó, rất tốt, không sao cả. Mục sư vẫn giữ cái chương trình cầu nguyện với Vọng Canh, bởi vì chúng ta không thể bỏ sự cầu nguyện, chúng ta giữ đó, mà ai có nhu cầu cầu nguyện thì vẫn tiếp tục, ai có tham gia muốn nghe Bồi Linh,
muốn được thấy công trường Chúa mở ra, cái công trường phước hạnh, thì mục sư khuyến khích dự vào ở trong cái chương trình mà mục sư đang chiếu lên ở đây theo cái Zoom của chương trình Sống Tình Yêu. Đây là một chương trình mà rất là ích lợi, như Hương làm chứng đó. Chúng ta vô, chúng ta nghe thiếu nhi nó hỏi những câu hỏi, nghe những cái bài giảng cho thiếu nhi, nhiều khi chúng ta bỡ ngỡ, bởi vì chúng ta đọc Kinh Thánh, ta hiểu theo cái tư duy của người lớn, nhưng mà có những cái cách giải thích, những cái câu hỏi của thiếu nhi dành cho thiếu nhi thì chúng ta rất là thích, và nó khai phá cái những cái khía cạnh, những cái góc mà chúng ta chưa từng được khai phá, là những câu hỏi rất hay của các em, rất ngộ nghĩnh nhưng mà lại có chiều sâu. Nó hỏi những câu hỏi chẳng hạn như là vừa rồi tôi cũng được hỏi một câu tôi cũng rất là thích, là học về sự khôn ngoan của Salomon á. Thì có một em hỏi rằng, có một cháu hỏi rằng tại sao Salomon khôn ngoan như vậy và cuối đời ông không còn khôn ngoan nữa. Hỏi một câu dễ thương vậy đó. Và mình cũng cậy ơn Chúa, mình trả lời cho nó cũng dễ hiểu nha. Đó là bởi vì ông buông tay Chúa ra. Cho nên nhắc các cháu rằng mình muốn giữ được cái sự khôn ngoan cho đến cuối đời của mình á, thì mình phải nắm tay Chúa, đừng có buông tay Chúa ra nha không. Và sau đó thì kêu gọi các con có muốn có sự khôn ngoan không? Dạ muốn. Các con phải tin Chúa, các con phải tin Chúa đầu tiên, rồi Chúa mới ban sự khôn ngoan đó, giống như ông vua Salomon. Và khi có sự khôn ngoan rồi thì đừng có buông ra nha không. Một đám nó là dạ. Thì thế thì đứa nào tin Chúa? Rồi nó đưa tay lên, tin Chúa 11 đứa, quý vị. Cảm ơn Chúa. Nó làm cho mình thấy mình trẻ lại, mình vui, mình khích lệ. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện cho chương trình, các chương trình này, để chúng ta có thể dự, chúng ta nhóm. Rồi, quý vị dậy sớm, chịu khó dậy sớm. 4 giờ sáng ở Mỹ giờ không có dễ đâu. Tuần rồi tôi dậy 3:30 để tôi cầu nguyện và chuẩn bị. 4 giờ thì vô nhóm với tụi nó. Và gần tới 5 giờ đó thì tôi mới có dịp để mà trả lời các câu hỏi của các cháu và kêu gọi các cháu tin Chúa. Chút xíu đó thôi mà mình thấy mình được phước biết bao nhiêu. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Hương đã cho biết được cái không khí sáng hôm nay. Rất là yêu mến các em. Và niềm vui hơn nữa đó là mục sư được mời để tham dự vào mỗi thứ bảy tuần thứ ba của tháng. Mới đây mục sư Hùng cũng thông báo rằng mục sư ơi, mục sư thế cho tôi vào ngày 11 tháng 5 được không? Bởi vì 11 tháng 5 thì tôi đi qua bên Brussels. Brussels là Mỹ đó, ở châu Âu đó, nước Mỹ, Brussels ở châu Âu. Cho nên mục sư thế tôi cái nhà đó luôn. Nó được mục sư. Từ đây đến đó còn lâu lắm, nhưng mà mục sư yên tâm đi. Mục sư alo alo cần. Bởi vì mình hầu bị Chúa chung và mình hiểu nhau thì dễ. Nên quý vị nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà nội. Sáng này bà nội cầu nguyện cho mục sư Hùng, xong bà nội cầu nguyện cho tôi. Thấy cảm động quá, giống như hai đứa con của bà nội, thấy không à. Đó, thật là phước hạnh. Quý vị cũng nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng ta vui vì chúng ta sắp gặp lại mục sư Hùng rồi. Nhớ là 31 tây chúng ta có lễ báp têm, sau đó chúng ta sẽ chạy thẳng xuống Phục Hưng. Rồi chúng ta dự cái chương trình truyền giảng do mục sư Hùng, ông sẽ truyền giảng với hội thánh Phục Hưng. Sau đó là 7 tây tháng 4 chúng ta sẽ có cắm trại của Vườn Nho. Thì tuần đó đáng lẽ mục sư Hùng giảng, nhưng mà chúng ta khó có thể mời mục sư đi chung với chúng ta, bởi vì mục sư qua đây với hội thánh Phục Hưng thì anh em chúng ta sẽ tận dụng các thời gian quý báu đó để cùng với mục sư xây dựng công việc Chúa ở hội thánh. Nhưng mà trong tuần chúng ta sẽ có một cái buổi bồi linh, sẽ mời ông tới để chia sẻ. Chúng ta chuẩn bị nha. Vinny có muốn qua với mục sư thì bay qua, xin ba má bay qua nha không. Vinny đó, đưa number one, ngón tay number one lên đó, đúng rồi. Bay qua, ba má chỉ cần bay qua một siêu đông để có nhóm với hội thánh với một siêu hùng. Ba má cho đi là phép lạ đó. Cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta coi một cái hình nữa rồi chúng ta cầu nguyện cho. Đây, một siêu hùng đang kêu gọi nè quý vị, thấy không? Đây, tôi đang chiếu lên cho quý vị đây.
Đó, thì chương trình này đang hoạt động song song với chúng ta vào mỗi sáng thứ bảy. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, nếu có muốn thay đổi không khí thì quý vị có thể switch qua cái chương trình này để chúng ta được khích lệ thờ phượng Chúa chung. Đó, tất cả các anh em muốn tin Chúa thì ở đang cầu nguyện đó. Sư Hùng đang tôi mở lên cho quý vị nha, để quý vị cùng cầu nguyện cho những người muốn tiếp nhận Chúa. Chúa Giêsu ơi, Chúa Giêsu ơi, con kính mời Ngài bước vào đời sống con, làm Chúa làm chủ cuộc đời con. Ngày hôm nay con là con cái của Ngài. Mọi tội cũ con đã được tha. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin chúc mừng hết thảy anh chị em. Amen. Hallelujah. Vỗ tay đi quý vị. Wow. Nixie 6, Nixie 6 bị thoát ra khỏi màn hình. Không wow. Sao, một hồi các em chắc sẽ vô lại. Xin chào các anh chị em. Đó, người đang nói đó là chủ tịch của cơ quan truyền giáo và là chủ đài của Sống Tình Yêu, chị Judy Thái, chị Minh Trước, dạ, tên là Minh Trước. Chúng ta cầu nguyện cho chị và ban điều hành của chương trình Sống Tình Yêu. Dạ. Cảm ơn Chúa. Vâng, vui quá quý vị ha. Chúng ta vừa ở trong Zoom mà quý vị vừa được trực tiếp cái chương trình này. Tôi giới thiệu quý vị một nhân vật rất là quen thuộc với chúng ta ở trong chương trình này. Đó là cô Thủy Tiên. Hồi nãy thì quý vị có thấy chưa? Cô Thủy Tiên đây là vợ của một sư Trần Minh Hùng. Đó, cô lo về thiếu nhi cùng với một sư ở trong cái mục vụ của một sư Hùng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho cô. Hôm rồi thì cô có qua Mỹ với chồng nhưng mà cô không có dịp để đi đến Arizona chúng ta. Đó, thì chúng ta cầu nguyện cho cô được ơn ở trong cái vấn đề thiếu nhi lắm quý vị. Quý vị có thấy hình không? Tôi đang chiếu lên quý vị thấy mà phải không? Dạ. Rồi. Sao tự nhiên mất tiếng rồi ta? Recording in progress. Rồi. Quý vị, chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Chúa đã đưa cô giáo sư Ánh Tuyết về tới nhà rồi. Rồi. Không nghe một xin. Rồi, nghe chưa? Nghe chưa? Được. Mới nghe được. Rồi, thank you, thank you. Yeah. Hôm nay thì chúng ta bị trục trặc đường truyền chút xíu. Có lẽ là chúng ta quá được phước cho nên công việc của sự tối tâm nó quá sợ hãi vì thấy chúng ta cầu nguyện quá hiệu quả. Cảm ơn Chúa. Cứ nhìn tích cực về những gì đang xảy ra và chúng ta thấy Đức Chúa Trời chúng ta tốt lành. Amen. Chứ không có lầm bọng, không có bực mình. Rồi khen Chúa. Vâng. Chúng ta cầu nguyện cho nhân vật này. Nhân vật này bây giờ là đang nằm trên giường ngủ chăn em đệm ấm rồi. Phải không à? Cảm ơn Chúa. Thương quá. Vâng. Cô đã đi một chặng đường rất dài và đã về vào khuya hôm qua. Vâng, xin Chúa ban phước cho cô giáo sư Ánh Tuyết. Ngồi làm màu vậy thôi chứ cho cô chạy thì chắc cô chạy được vài mét thôi chứ đâu có dám chạy xe gắn máy. Cảm ơn Chúa. Vâng, đó là những gì mà chúng ta đã cầu thay và thấy Chúa đã làm việc trong những ngày qua. Bây giờ chúng ta chào cháu Vinny có muốn nói gì với với Hồng Canh không? Với các cô bác không? Con chào Hồng Canh đi. Vâng. Cháu rất là siêng năng. Chào con. Một sư khỏe chứ. Một sư thấy một sư vừa khỏe vừa trẻ luôn thấy không? Đó. Rồi, Vinny có hỏi là
Mục sinh năm nay mục sư giảng ở đâu cứ hỏi hoài. Và tôi vừa mới trả lời đó là mục sư sẽ làm phép báp têm cho ba người, trong đó có làm cho báp têm cho cô Tammy và đứa con của cô. Đã cô Tammy có trong vọng canh chúng ta nè, đó, và con trai của cô và một bác nữa, một cô nữa. Ông sư làm báp têm ở đâu? Ở nhà thờ Mỹ đó con. Ở nhà thờ Mỹ. Ở nhà thờ Mỹ. Cho nên không có livestream, tại vì chương trình cũng bắp tem xong rồi, Hội Thánh Vườn Nho sẽ đi gặp mục sư Trần Minh Hùng và dự trong cái chương trình cắm trại chung. Bây giờ mục sư nhờ con cầu nguyện cho mục sư nha. Chúng ta ý với lại Vinny. Vinny cầu nguyện cho mục sư được Chúa ban ơn để mục sư làm bắp tem cho những người mới ha. Rồi cầm đưa được đồng mình được xa xuống để mình kêu mình đồng với ông duy hoàn tâm sự bình an. Amen. Xin chúa cho ông duy làm được đây cho bài trên là chúa sự bình an cho ông duy hoàn tâm. Amen. Được đi xe lại của tôi, sự tài năng của tôi trong lễ bước sinh năm này. Amen. Amen. Cảm ơn con nha. Năm nay con nhiêu tuổi? Bước qua bao nhiêu 17. Tuổi rồi? 17 ha, con học 12 xong chưa? 12 sắp xong rồi. Ừ. Đó, thì chúng ta cũng biết Vinny với lại Tú Loan thì hai chị em này đều có một cái hoàn cảnh, hai cô cháu này đều có hai cái hoàn cảnh giống nhau ở trong cái vấn đề những cái khuyết tật ở trong cuộc sống, nhưng mà vẫn yêu mến Chúa, vẫn theo Chúa. Đó, Vinny thì đang học một cái chương trình đặc biệt dành cho những người ở trong cái hoàn cảnh khuyết tật như vậy, nhưng mà rất là yêu mến Chúa, có mặt ở trong các chương trình luôn. Sáng mà Hội Thánh Vườn Nho nhóm á, Vinny cũng vô nhóm với chúng ta trong chương trình cầu nguyện buổi sáng và trong chương trình nhóm Chủ Nhật. Rất là thích nhóm, những cái buổi nhóm online, và cháu rất là trung tín. Mục sư cầu nguyện Chúa cho Vinny và chị và cô Tú Loan, nhất là cô Tú Loan cũng sẽ có cái giọng nói rõ ràng như là Vinny vậy đó. Cô Tú Loan thì nói chưa có rõ như con, nhưng mà con thì con nói rõ hơn cô đó, mà con có thể đi được, tay chân của con nó thoáng hơn, còn cô thì vẫn còn bị hạn chế chút xíu. Cho nên mình cầu nguyện để phép lạ Chúa xảy ra cho cô cũng như cho con ha. Amen. Bây giờ chúng ta cầu nguyện cho Vinny ha. Vinny muốn Hội Thánh cầu nguyện cho con cái gì? Hội Thánh sẽ cầu nguyện cho con liền. Được con được đi học. Đi học. Học giỏi. Học giỏi. Ra trường giỏi. Ra trường giỏi. Ok. Vinny, Vinny học cái trường đặc biệt ha. Và Vinny học bằng tiếng Mỹ, phải không? Mà nói tiếng Việt là nói tiếng Việt giỏi quá. Ở nhà là ba má nói bằng tiếng Việt không, phải không? Dạ. Wow. Đó là đi học trường Mỹ mà nói tiếng Việt nha quý vị. Sống ở Mỹ mà. Vâng, bây giờ chúng ta cầu nguyện cho cháu và chúng ta sẽ trở lại trong chương trình trong ít phút nữa. Vâng, chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho cháu Vinny. Cảm ơn Chúa vì chúng con nghe nói là sáng sớm nay 4 giờ sáng ở Arizona, tức là 7 giờ ở bên Virginia, thì Vinny đã dậy để vào cầu nguyện rồi. 8 giờ sáng và sau 6 giờ sáng ở Arizona là 9 giờ sáng ở bên Virginia thì cũng vào với chúng con để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa về tấm lòng của cháu lúc còn nhỏ và đơn sơ để tìm kiếm Ngài. Vinny cầu nguyện Chúa để có sự học giỏi và khôn ngoan, tốt nghiệp. Hồi nãy có nói chuyện tốt nghiệp rõ ràng với chúng con. Có cầu nguyện cho cháu được tốt nghiệp, và nhất là xin Đức Chúa Trời dẫn dắt để ở trong cái hoàn cảnh của Vinny thì cháu cũng có bạn bè, cháu cũng có công việc làm, vì tuổi là thanh niên rồi. Xin Chúa ban phước cho cháu, bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ một ai nếu người đó tìm kiếm Ngài, cho dù người đó ở trong hoàn cảnh nào.
Cha ơi, con xin Chúa ban phước cho Vinny vì cháu rất là yêu mến Chúa và chăm xem và tìm kiếm Ngài. Chúng con được khích lệ vì tinh thần này. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho cháu. Và không chỉ ở đây, trong vọng canh này mà cháu còn tham gia nhiều cái phòng cầu nguyện, nhiều cái vọng canh khác. Cho nên con xin Chúa ban phước cho cháu để cháu học giỏi và thành công ở trong sự tìm kiếm Chúa. Và Đức Chúa Trời ban phước cho cháu càng nhiều hơn ở trong hành trình theo Chúa. Con cảm ơn Ngài và dâng Vinny trong tay Chúa một ngày mới bình an, vui vẻ, chăm chỉ, ngoan ngoãn, làm vui lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người khác, nhất là cha mẹ, anh em của mình. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Vâng, Chúa ban phước cho con nha. À, vừa mới cầu nguyện xong cho con đó. Dạ. Yeah. Vâng, bây giờ chúng ta trở lại cảm ơn con. À, trước khi chúng ta trở lại trong những bài hát ca ngợi và thờ phượng Chúa rồi cầu nguyện tiếp tục cho công việc Chúa, thì trong chúng ta có ai muốn bày tỏ điều gì không? Được phước, làm chứng về phước hạnh gì trong ngày hôm qua và trong những ngày sắp tới, chúng ta có dự định gì để giờ vọng canh cầu nguyện không? À, nhường cho Cà Mau trước nha. Chị Lượm Cà Mau, Lượm Cà Mau có điều gì muốn bày tỏ không nè? Tammy, Tammy giờ này chắc là cũng đang vừa nấu ăn vừa cho các con, cũng vừa vừa vào join vào trong cái vòng canh của chúng ta. Đó. Trong khi chờ đợi tất cả thì chúng ta sẽ tiếp tục tôn vinh Chúa một bài hát ca ngợi Chúa. Chúng ta sẽ tôn vinh Chúa bài hát Hãy Vững Lòng Ngợi Khen Chúa. Hãy vững lòng, hãy vững lòng, Giêsu đã thắng thế gian rồi. Hãy vững lòng, hãy vững lòng, từ nay ta Giêsu toàn thắng. Các người sẽ có hoàn nạn trong thế gian, các người sẽ có hoàn nạn trong thế gian, nhưng hãy những tâm vững lòng bền chí, vì ta đã thắng thế gian rồi. Hãy vững lòng, hãy vững lòng, Giêsu đã thắng thế gian rồi. Hãy vững lòng, hãy vững lòng, từ nay ta Giêsu toàn thắng. Các người sẽ có hoàn nạn trong thế gian, các người sẽ có hoàn nạn trong thế gian, nhưng hãy những tâm vững lòng bền chí, vì ta đã thắng thế gian rồi. Các người sẽ có hoàn nạn trong thế gian, các người sẽ có hoàn nạn trong thế gian, nhưng hãy những tâm vững lòng bền chí, vì ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Yeah. Không có một cái hội nào là như hội thánh của Đức Chúa Trời, tới nỗi hoạn nạn cũng hát. Đây là một cái lời cảnh báo của Chúa mà hoạn nạn, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian mà cũng hát. Dạ, không có hội nào như hội thánh của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Quý vị, chúng ta càng ca ngợi Đức Chúa Trời, chúng ta càng thấy được cánh tay quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Cho nên anh chị em có dù ở trong hoạn nạn thì Chúa đã thắng thế gian rồi nha. Amen. Không sợ hãi, không buồn lòng, buồn rầu. Cảm ơn Chúa. Sáng thì mình hát nhiều bài ca ngợi Chúa. Một bài hát nữa, Chúa luôn mở lối, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện cho nước Mỹ. Chúng ta cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump. Chúng ta cầu nguyện cho cuộc bầu cử sắp tới này sẽ được bình an và không còn bị gian xảo, bị gọi là cướp phiếu trắng trợn nữa, và Đức Chúa Trời làm chủ, Đức Chúa Trời sẽ cai trị, Đức Chúa Trời bênh vực người công bình hiện nay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tình hình ở Việt Nam đang có những biến động khi mà ông chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ông đã từ nhiệm, ông từ chức. Thì chúng ta cũng thấy có những cái bất ổn ở trong cái chánh quyền, trong cái nội bộ, và những cái việc đó cũng đang xảy ra ở bên Mỹ nữa. Chúa sắp đến rồi quý vị, là những cái thử thách, những cái hoạn nạn đó xảy ra, nhưng mà chỉ có ở trong Chúa Giêsu chúng ta mới được bình an thôi. Cảm ơn Chúa. Và đó là lý do vì sao mà Chúa còn để hội thánh ở lại ở thế gian này. Nếu mà hội thánh không còn ở thế gian này thì thế gian này nó lộn xộn lắm quý vị. Nhưng mà còn hội thánh của Chúa, Đức Chúa Trời vẫn còn hiện diện tế trị qua lời cầu nguyện của hội thánh. Chúa cùng đi với tôi, nơi đau giường tâm tôi mình hồn.
là thầy ơn Chúa sâu rộng vô biên. Ngài luôn luôn mở lối cho tôi, Chúa hằng chân dắt tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày bằng tình yêu với năng lượng tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn mở mời, nơi trong gai khô cằn gai dẫn bước tôi luôn thay. Nơi hoang vu Chúa khiến sự reo vui tươi, mọi điều đời này sẽ qua nhưng lại Chúa sẽ không đổi rời. Ngày hôm nay Ngài ban phước tươi mới, Chúa cùng đi với tôi nơi đau ruộng tâm tôi mệt mỏi, là thầy ơn Chúa sao lòng vô biên. Ngài luôn luôn mở lối cho tôi, Chúa hằng chân dẫn tôi bên Chúa mỗi ngày bằng tình yêu với năng lực tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở bên bằng tình yêu với năng lực tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn cảm ơn Chúa. Xin cầu nguyện Chúa cho biên giới Hoa Kỳ đang bị vỡ ra từng mảnh, biên giới Hoa Kỳ đang bị xâm phạm và đã có khoảng 15 triệu người nhập cư bất hợp pháp vào trong nước Hoa Kỳ hiện nay. Và ngày hôm qua tôi có nghe cái thông tin là người ta bày cái cách, tức là những người di dân bất hợp pháp đã biết được cái cách là có thể chiếm nhà của những người Mỹ, những người quốc tịch Mỹ, cư dân Mỹ một cách hợp pháp theo những cái luật pháp hiện hành của nước Mỹ. Ngài đã có những người bị mất nhà bởi những cái đoàn người di cư bất hợp pháp này. Nước Mỹ đang ở trong tình trạng báo động bởi vì sự lãnh đạo của một ông cụ già, một ông cụ đã không còn là sáng suốt nữa. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump khi trong cái cuộc tranh cử này và người ta quyết hạ ông, chúng ta cầu nguyện một tay cho ông, xin Đức Chúa Trời bênh vực ông. Và ông lên rồi ông hứa rằng ông sẽ đóng cửa biên giới, ông sẽ đem đến an ninh cho đất nước Mỹ. Và cái vị trí của nước Mỹ ở trên bản đồ thế giới này, ở trong các cường quốc thì sẽ được khôi phục lại. Hiện nay thì đang bị mất uy tín trầm trọng lắm quý vị. Chúng ta cũng cầu nguyện Chúa cho vùng biên giới, cầu nguyện cho những người lính biên phòng. Vâng, họ chỉ bất lực, họ nhìn những cái người đang tràn vào ở trong đất nước Hoa Kỳ. Chúng ta cũng cầu nguyện đặc biệt cho Tổng thống Donald Trump. Ông hứa rằng khi ông lên, ông sẽ trục xuất hàng triệu người đã nhập cư bất hợp pháp vào trong nước Mỹ. Cho nên người ta cũng, những cái người di cư bất hợp pháp cũng rất là lo ngại về điều này. Đó. Cho nên chúng ta cầu nguyện Chúa cho đất nước Hoa Kỳ, cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump, cầu nguyện cho Quốc hội. Giờ này chúng ta để ít phút cầu nguyện và sau đó chúng ta sẽ cùng với cô Diễm cầu nguyện Chúa cho đất nước Hoa Kỳ, quý vị. Vâng. Ở Việt Nam chúng ta cũng có thể cầu nguyện được cho đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì đất nước này, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là một đất nước mà người ta nói là lãnh đạo thế giới đó. Khi mà cái đất nước này lụng bại thì nó cũng ảnh hưởng tới tình hình của thế giới rất nhiều. Tại sao vậy? Tại vì các quốc phụ của người Hoa Kỳ ở tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Họ xây dựng đất nước ở trên hiến pháp, dựa hiến pháp dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Mà ngày hôm nay người ta đang phá hoại cái hiến pháp này. Người ta đã bóp méo luật pháp của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cầu nguyện để nước nước này ăn năn trở lại với Đức Chúa Trời. Những người lãnh đạo thì phải trong sạch, sáng suốt. Thì chúng ta cầu nguyện cho một sự kính sợ Chúa ở lại, trở lại với đất nước này. Vâng, mọi người chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ cũng như cầu nguyện cho đất nước Việt Nam có được sự bình ổn, yên ổn và sự kính sợ Đức Chúa Trời. Cầu nguyện cho hội thánh của Chúa ở trên quốc gia của chúng ta đang sinh sống. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúa ơi, giờ này chúng con nhân danh Chúa Giêsu và cầu nguyện cho đất nước chúng con đang sinh sống. Những ai ở trên đất nước Việt Nam thân yêu thì cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho chính quyền Việt Nam, cho quốc hội Việt Nam, cầu nguyện cho tình hình bất ổn hiện nay đang diễn ra với sự từ nhiệm của một chủ tịch nước. Chúng con không biết việc gì đang xảy ra hiện nay, nhưng ở dưới chế độ
chủ nghĩa xã hội, chế độ cộng sản thì không có điều gì là không thể xảy ra với họ. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện cho một sự bình an ở trên đất nước chúng con cầu nguyện cho một sự yên ổn, cầu nguyện cho một sự thay đổi lớn, đó là Giêsu bước vào trong chính trường của họ, bước vào cuộc đời họ, bước vào trong cái cuộc đời chánh trị của họ. Nếu ngày xưa họ từ chối đến Christ, họ chỉ chấp nhận sự vô thần, thì xin Chúa thay đổi cái tình trạng này, thì không có gì khó quá cho Ngài. Một đế chế như Constantinople cách đây 18 thế kỷ trước thì Đức Chúa Trời còn thay đổi mà Ngài khiến cho cả Roma trở thành đạo của Chúa, trở thành quốc giáo ở tại La Mã. Thì huống chi là ngày hôm nay đất nước nhỏ bé của chúng con vừa mới thành lập đảng chính trị, họ vừa mới thành lập chưa tới 100 năm, thì Đức Chúa Trời ơi, Ngài có thể bước vào cái cuộc đời chính trị của họ, bước vào ở trong chính trường của họ, thay đổi những người đảng viên này trở nên những người đấng của đấng Christ, những tín đồ cơ đốc. Chúng con cũng cầu nguyện cho nước Mỹ đang có xu hướng để trở nên vô thần, đang có xu hướng để trở nên từ chối Đức Chúa Trời, đang có xu hướng để đi theo các đường lối của những người vô thần, của chủ nghĩa cộng sản. Chúng con cầu nguyện Chúa cho đất nước Hoa Kỳ này ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, và đặc biệt là những người công bình, những người công chính, biết kính sợ Đức Chúa Trời, tiếp tục là những người cai trị, là những người sẽ nắm đất nước này. Con cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump ở trong việc ông sẽ đứng lên để làm một cuộc tranh đấu, để tiếp tục ông sẽ kỳ bầu cử sắp tới này trở nên một ứng viên tổng thống, và đang có nhiều cái thử thách bủa vây chung quanh ông. Con cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho ông, ban ơn cho cái tổ chức ông đang đứng với cái đảng Cộng Hòa hiện nay, cũng có rất nhiều người phản bội, cũng có rất nhiều người đi hai hàng. Chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời sẽ phù hộ cho ông và cái uy quyền Chúa cho ông cái quyền hạn mà Chúa đang cho Tổng thống Donald Trump. Xin Chúa ban cho ông để ông khôi phục lại đất nước này, khôi phục lại một cái thể chế, một cái chánh quyền, để đi ở trong đường lối của Đức Chúa Trời. Ôi Chúa ơi, hiện nay cái vùng biên giới ở phía Tây Nam đã bị phá toan, và có hàng triệu người đã nhập cư vào bất hợp pháp, ở bất chấp điều gì để có thể nhập cư vào các chiến trận đang bủa vây đối với ứng viên tổng thống Donald Trump. Trong đó có cái vấn đề mở cửa biên giới, và họ mở cửa biên giới để họ hợp thức hóa những người vượt biên trái phép vào trở thành những người bầu cho cái chế độ của họ. Họ đang phá tan nước Mỹ mà họ không biết. Trời ơi, sáng hôm nay chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài hủy phá những cái công việc của kẻ ác ở trên đất nước Hoa Kỳ này, là đất nước mà chúng con đang cầu nguyện. Chúa Ngài là vốn là Đức Chúa Trời của đất nước Hoa Kỳ này trong nhiều năm qua, và sáng hôm nay chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài phá tan các cái thế lực tối tăm này, và Đức Chúa Trời đem lại sự bình ổn cho đất nước này. Trong danh Chúa Jesus, chúng con hủy phá các vũ khí, tất cả các vũ khí chế tạo nghịch cùng với những người công bình ở tại Hoa Kỳ này, tất cả chúng nó bị phá tan và không được thịnh vượng tí nào. Hỡi Chúa, xin Chúa gìn giữ đất nước này. Cảm ơn Chúa, và sáng giờ chúng con cầu nguyện từ 6:15 cho đến hiện nay, chúng con cầu nguyện cho rất nhiều điều, cho đời sống tín đồ, cho hội thánh, và giờ này chúng con cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ. Xin Đức Chúa Trời Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, vì nó là một phần ở trong cuộc đời chúng con, là một phần ở trong cái sự nghị sự của chúng con với Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài nhớ đến nước Mỹ, nhớ đến vùng biên giới đã bị phá tan, nhớ đến những cái sự tham nhũng ở trong cái đảng cầm quyền, nhớ đến một cái con người không còn là một người xứng đáng để làm người lãnh đạo đất nước này. Con xin Đức Chúa Trời Ngài phế truất, con xin Chúa Ngài chấm dứt cái những kẻ đứng đằng sau, các thế lực đằng sau, các big tech, những cái truyền thông giả dối, lừa dối hiện nay. Con cầu nguyện cho những người phản bội với chính nghĩa ngày hôm nay, họ đang đi hai hàng, xin Chúa tỉnh thức họ và để họ trở lại. Chúa ơi, cho họ yêu nước, họ yêu dân, họ kính sợ Đức Chúa Trời và trở lại với lời của Ngài. Sáng hôm nay chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đem sự ăn năn đến trên nước Mỹ này. Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn còn để cho hội thánh của Ngài được hoạt động, được mạnh mẽ, được sống động ngày hôm nay. Chúng con cầu nguyện cho hội thánh Chúa tiếp tục được vững vàng, mạnh mẽ để chiến đấu cho công lý, để chiến đấu cho lẽ thật, cho thập tự giá của Đấng Christ. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm.
Vâng, giờ này chúng ta hiệp chung với lời cầu nguyện của cô Hồng Diễm, mà Hồng Diễm dâng lời cầu nguyện. Amen. Cảm ơn Chúa. Giêsu mai trắng đòi thầy. Cô Diễm cầu nguyện được không? Chúng con vẫn còn cầu nguyện thì đất nước này vẫn còn hy vọng. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì sự quan phòng của Chúa đối với đất nước này. Buổi sáng hôm nay chúng con hiệp lòng với phòng cầu nguyện, Chúa ơi, và xin Chúa thương xót dẫn dắt chúng con trong lời cầu nguyện, để chúng con cùng hiệp một lòng với nhau. Vì Chúa nói rằng nơi nào có đôi ba người hiệp lại nhân danh Chúa Giêsu thì Ngài sẽ ở giữa. Con tin chắc rằng giờ này Ngài đang ở giữa chúng con, Ngài đang lắng nghe lời cầu xin của chúng con. Xin Đức Thánh Linh Chúa vận hành dạy dỗ chúng con sự cầu nguyện để đẹp lòng Cha của chúng con ở trên trời. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con dâng đất nước Mỹ lên trong bàn tay tẩy trị của Chúa. Ôi Chúa ơi, càng ngày càng có cái nhiều điều bất cập xảy ra trên đất nước này. Có nhiều điều chúng con thấy rằng từ xưa nó chưa bao giờ xảy ra như ngày hôm nay. Cái thế lực ngầm nó lấn áp và nó làm cho những cái đạo đức của đất nước này bị rung chuyển. Đó là cái cách mà người ta muốn hủy hoại một quốc gia. Chúa ơi, họ đánh vào cái nền đạo đức của quốc gia đó. Chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời, Ngài thương xót, Ngài đừng bỏ qua đất nước này. Chúa ơi, xin Chúa cứu lấy nước Mỹ. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để những cái sự gian dối nó không còn lộng quyền ở trên đất nước này nữa. Vì Đức Chúa Trời chúng con là đấng kỵ tà, là đấng thánh khiết, và Ngài rất là ghét cái sự gian lận. Chúng con biết rằng quyền tể trị tối thượng vẫn nằm trong tay của Đức Chúa Trời chúng con. Xin Chúa làm việc cả thể, Chúa, bởi vì lòng của dân sự Chúa, bởi vì hội thánh Chúa, bởi vì vẫn còn nhiều phòng cầu nguyện, vẫn còn nhiều người cầu nguyện kêu cầu danh Chúa cho tình hình quốc gia này. Bởi vì nếu mà nước Mỹ suy sụp thì cả thế giới sẽ suy sụp, và lúc đó không còn ai đứng và binh vực nước Israel nữa, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện để Chúa thương xót và bảo vệ, và hội thánh Chúa cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì vậy, Chúa ơi, sáng hôm nay Ngài nghe tiếng kêu cầu của chúng con. Chúng con làm theo lời Chúa. Chúa nói rằng chúng con phải cầu nguyện cho các bậc nhiếp chính, các bậc cầm quyền, để họ dùng cái sự công bình để xét đoán cho dân sự. Sau này chúng con cầu nguyện cho những người đang lãnh đạo đất nước này. Họ đang đi trong con đường tối tăm. Họ đang đi trong cái mưu đồ và cái lợi nhuận riêng của nhóm của họ, Chúa ơi. Và họ không cần màng đến cái sự an nguy của quốc gia này, cũng như cái nền tảng đạo đức của những người Mỹ nữa rồi. Xin Chúa làm ơn, Chúa xoay lòng họ lại, Chúa ơi. Chúa nhắc cho họ biết tổ tiên của họ đã yêu mến kính sợ Chúa như thế nào. Và ngày hôm nay bởi vì danh lợi quyền họ đã đi lệch cái hướng này. Xin Chúa bẻ ngay thẳng cái đường công khơm của họ lại. Xin Chúa nhắc nhở, xin Chúa cáo trách, và xin Chúa sửa trị, Chúa ơi, để họ có thể nhìn ra cái con đường sự sáng. Nếu không, xin Chúa Ngài thay cái thể chế này. Ngài trức quyền những người ngồi trên cái ghế này. Ngài trức quyền những người ngu gian ác, không có kính sợ Chúa Trời, làm những điều gian ác. Chúa ơi, khi xưa chúng con thấy rằng trong Kinh Thánh, những người vị vua nào mà đi lên trị vì mà đi theo sự gian ác thì cuộc đời họ rất là ngắn ngủi. Bởi vì Chúa không muốn cho dân sự Chúa bị gian lận, bị ảnh hưởng bởi những sự tráo trở và giả dối. Chúa muốn dân sự Chúa đi theo con đường thờ phượng Ngài. Vì vậy, xin Chúa thay đổi những cái người mà vẫn ngoan cố, Chúa ơi, tại vị đó. Chúng con cầu nguyện để Chúa đưa một người sự công bình, sự công chính, và người làm theo lời của Đức Chúa Trời ngồi trên cái ghế này, Chúa ơi.
Chúng con cầu nguyện chuẩn bị cho những thế hệ sau. Chúa ơi, chúng con biết rằng nếu mà những người vị vua gian ác họ vẫn ngồi trên những cái ghế này thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến thế hệ trẻ sau này. Bởi vì những cái sự tự do cấp tiến của họ làm cho con cái chúng con cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, Chúa ơi. Xin Chúa thương xót chẳng những thế hệ chúng con đây, nhưng mà còn thế hệ sau này nữa. Amen. Sáng nay chúng con cầu nguyện cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục, để cái người này phải có sự sáng suốt, để ngăn cấm những cái điều mà ảnh hưởng đến lối sống đạo đức của con cái chúng con. Chúng con cầu nguyện cho các bộ trưởng Bộ Giáo dục của các tiểu bang nữa, Chúa ơi, nhất là tại tiểu bang Arizona. Xin Chúa cho họ cảm động lòng họ đưa lời của Đức Chúa Trời vào trường, để con cái chúng con được dạy lời của Đức Chúa Trời, để chúng nó được khôn ngoan, để chúng nó được bảo vệ, tránh khỏi mọi cái cám dỗ xấu xa ảnh hưởng chúng nó. Chúng con cầu nguyện cho tình hình đạo đức của đất nước này, Chúa ơi. Xin Chúa thấy, Chúa nghe, và xin Chúa giang các bàn tay, cánh tay quyền năng của Chúa ra để giải cứu hội thánh Chúa. Chúng con cầu nguyện để các thầy cô giáo cũng có sự khôn ngoan, dạy những đứa trẻ những cái điều cần phải dạy, và dạy chúng nó những cái điều cần phải tránh nữa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con có dâng trình điều này lên cho Chúa. Chúng con cầu nguyện cho những cái bức tường biên giới, chúng con cầu nguyện cho lãnh thổ của đất Mỹ, Chúa ơi, không bị ảnh hưởng bởi những người nhập cư. Họ đem đến bao nhiêu là cái điều tồi tệ vào đất nước này bằng những cái cửa bất hợp pháp. Không ai kiểm soát họ. Và có những người khủng bố, có những người gián điệp họ đi vào Mỹ bằng những cái cửa này nữa, Chúa ơi. Chúng con cầu nguyện để lãnh thổ biên giới được bảo vệ một cách an toàn bởi những người thống đốc bang. Ôi Chúa ơi, mọi người dân đều nhìn thấy những cái sự trái khoái này, nhưng mà bởi vì chính quyền họ bị che mờ mắt, những cái của hối lộ làm mờ mắt những người thượng trí. Xin Chúa ngăn chặn điều này, Chúa ơi. Sáng nay chúng con cầu nguyện cho cái cuộc bầu cử sắp tới 2024 vào tháng 11. Chúng con cầu nguyện để nhìn thấy sự hy vọng, sự tẩy trị của Chúa trong kỳ bầu cử này. Chúng con cầu nguyện để những người công bình được lập lên vững bền, rồi cái ác sẽ bị di dời đi, Chúa ơi. Chúa ơi, hội thánh Chúa đang kêu cầu danh Chúa, dân sự Chúa đang kêu cầu danh Chúa, và những vọng canh khắp nơi trên đất Mỹ này cũng như trên thế giới. Xin Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng con, Ngài cất hết những cái sự nghi ngờ, mệt mỏi, chán nản, và cho chúng con đầy sự hy vọng khi chúng con trông cậy nơi Chúa. Vì Chúa nói rằng ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, và ai tìm kiếm mặt Ngài thì sẽ gặp mặt Chúa khi tìm kiếm Ngài hết lòng. Sáng nay phòng cùng chúng con đang tìm kiếm Chúa đây, Chúa ơi. Trong mỗi lòng, tấm lòng chúng con, trong mỗi gia đình chúng con đều có những cái nan đề mà chúng con không thể nào làm gì được ngoài kêu cầu danh Chúa. Ngài thấy, Ngài nghe, và xin Chúa giải quyết những nan đề này. Và Chúa dùng những cái nan đề này để huấn luyện, thử thách chúng con được lớn lên, trưởng thành mỗi ngày ở trong Chúa. Chúng con không còn là những đứa trẻ chỉ biết vồi vĩnh sinh và ăn vạ nữa, nhưng mà chúng con là người trưởng thành, biết điều gì cha mình muốn và làm đẹp lòng cha mình, thì Ngài sẽ ban cho chúng con. Bởi vì Chúa nói rằng trước tiên hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho chúng con những điều mà lòng chúng con ước ao, những nhu cầu mà lòng chúng con mong muốn. Xin cho chúng con luôn để lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, tìm kiếm lời của Ngài, để chúng con được bình an, vượt qua những nan đề thử thách trên đường đời này, để chúng con trưởng thành hơn mỗi ngày ở trong Chúa. Amen. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Sáng nay chúng con dâng phòng cầu nguyện, ông bà trên chúng con lên trong bàn tay thiên của Chúa. Xin Chúa ban sức khỏe, bình an,
và sự hạnh thịnh vượng cho một ngày mới, để chúng con thấy được sự che chở của Chúa, thấy được sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời của chúng con mỗi ngày. Lòng chúng con được mạnh mẽ, lòng chúng con được khăng khít yêu thương nhau và yêu mến Chúa nhiều hơn nữa để xây dựng công việc nhà Chúa trên đất này. Xin sử dụng mỗi một cuộc đời chúng con có ích lợi cho nhà Chúa, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Cha, giao phó mọi điều trong tay Cha và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của cô Diễm. Cô Diễm muốn nói gì nữa? Cũng có vài lời nói nghe. Hồi sáng nay nghe nghe Tuyết Hương dậy 4 giờ lại lần nữa làm Diễm giật mình luôn á. Tại vì mọi người biết trong những ngày đầu mở phòng cầu nguyện thì mấy chị em có nói với nhau rằng thức dậy lúc 6 giờ 15 là cả một phép lạ rồi. Tại vì Diễm thức khuya được nhưng mà dậy sớm là không có được. Hồi nhỏ đã như vậy rồi. Làm cái gì làm không bao giờ dậy sớm được hết trơn. Cho nên á, từ lúc mở phòng cầu nguyện là bắt đầu để chuông đồng hồ 6 giờ dậy, 6 giờ 15 giờ phòng cầu nguyện. Là cả một cái quá trình, phải nói là Chúa làm chứ mình làm không được đâu. Và dần dần Chúa tập cho mình cái thói quen này. Nhưng mà khi mà nghe dậy 4 giờ sáng thì Diễm giật cả mình luôn. Diễm dậy không nổi. Xin lỗi Chúa, và mình nói thật với phòng cầu nguyện, Diễm dậy không nổi cái giờ này. Và nghe Tuyết Hương dậy 4 giờ làm cho mình thấy wow, đúng là Chúa làm. Và lòng yêu mến Chúa. Và ngày thứ bảy mọi người biết đi làm, ngày cuối tuần đi làm rất là bận rộn và cực. Vậy mà vẫn dành thời gian để nghe lời của Chúa, để khích lệ người hầu của Chúa. Chúa ban sức khỏe cho Tuyết Hương và tấm lòng yêu mến Chúa Tuyết Hương, Chúa ghi nhận. Và Chúa sẽ ban phước làm thành những điều gì Tuyết Hương ao ước. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn những lời khích lệ của cô Diễm dành cho Tiến Hương và tất cả chúng ta. Vâng, nhắc lại chương trình đó là chương trình là Sống và Tình Yêu dành cho thiếu nhi vào lúc 4 giờ sáng, được phát trực tiếp từ Virginia. Thì 4 giờ sáng tuần rồi thì mục sư cũng dậy sớm và lúc 4 giờ sáng được mời vào trong chương trình này. Và Tiến Hương cũng đã vào 4 giờ sáng. Sau đó là 6 giờ sáng thì chương trình Sống Tình Yêu được phát cho truyền giảng cho người lớn. Hai chương trình song song, nhưng mà đối với Arizona chúng ta là rất sớm. Nhưng mà ở bên miền Đông thì vừa mới sáng thôi thì cũng ok. Nhưng đối với chúng ta, những người sống ở bên phía Tây Nam của Hoa Kỳ thì phải trả giá. Nhưng mà chúng ta yêu mến Chúa nên chúng ta mới có thể tham dự được những chương trình như thế này. Và sáng hôm nay cũng có nhắn nhủ chúng ta có thể tham gia song song chương trình nếu như chúng ta muốn bồi linh và muốn được nhóm với các chương trình này. Thì chúng ta có thể nhóm chung với nhau, có thể vào lâu lâu vào đó để yểm trợ. Nhưng mà riêng mục sư Đông thì được mời vào tuần thứ ba, thứ bảy tuần ba của tháng. Cho nên quý vị tuần đó chúng ta sẽ không có ở trong vọng canh, mà tất cả chúng ta sẽ kết nối với Sống Tình Yêu. Còn bình thường thì quý vị muốn kết nối vào thì quý vị cứ tự nhiên, bởi vì không có cầu nguyện ở đây thì chúng ta cũng đang tham dự vào trong một cái chương trình truyền giảng và cầu thay cho họ, và còn là chúng ta ở đây thì chúng ta cầu thay cho chương trình. Hiện giờ thì mục sư Hùng đang trả lời cho các câu hỏi được đặt ra từ những người tham dự chương trình. Ta cũng theo dõi song song chương trình và cầu thay cho công việc Chúa. Sau này Chúa sẽ ban cho chúng ta những cái phần thưởng, Ngài đổi mão triều cho chúng ta và nghĩ rằng đây là phần thưởng của ngươi. Hãy vui mừng và nhận lấy. Vì chúng ta sẽ hỏi Chúa, con làm gì mà được Chúa ban cho con cái điều này? Chúa nói rằng những lúc con dậy sớm cầu nguyện, những lúc con tham gia vào trong vọng canh là những lúc mà dân sự ta rất cần. Cho nên đây là phần thưởng mà ta dành cho ngươi, hãy vui hưởng điều đó. Và chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng vâng, những gì mà chúng ta đang cầu nguyện, chúng ta đang đầu tư vào, đó là những cái xứng đáng mà chúng ta nhận được từ nơi Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta chắc chắn sẽ nhận được ơn của Chúa không chỉ trên đất, mà còn về sau cuộc đời chúng ta khi gặp Chúa ở Thiên Quốc, chúng ta cũng được Chúa ban thưởng cho. Vâng, hồi nãy thì thấy gia đình chị Lượm có vô trong vọng canh để cầu nguyện. Thì chúng ta cũng nhớ tới Cà Mau ngày mai sẽ nhóm lại. Tôi cũng chia sẻ cho Cà Mau vào tuần thứ hai, thứ bảy tuần 2 của mỗi tháng. Bây giờ thì dường như là tuần nào tôi cũng hầu việc Chúa online với các hội thánh hết. Và thứ
thứ tư, tuần thứ tư của tháng thì tôi chia sẻ cho cái Zoom cầu nguyện kiên ăn, cầu nguyện của mục sư Võ Xuân Loan. Thì mục sư Võ Xuân Loan mới mở cái chương trình này và nhiều hội thánh tham dự vào trong cái hệ thống hội thánh truyền giáo Nisi. Hội thánh truyền giáo, một vụ truyền giáo của hội thánh Phục Hưng ở tại Gò Vấp. Thì mục sư có mời tôi cứ là thứ tư, tuần thứ tư của tháng thì tham dự, nhưng mà tôi tạm thời thì chỉ xin là những cái tháng lẻ thôi. Những tháng lẻ thì tôi xin được phép, những cái tháng chẵn thì tôi xin được phép, ví dụ như tháng 2, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 thì xin được dự phần. Chứ mỗi tháng thì nhiều quá, cho nên tôi cũng lựa chọn cái thời giờ thích hợp nhất để có thể tham dự. Đó quý vị, câu hỏi là vì sao mà nhiều hội thánh mời? Bởi vì Chúa ban ơn cho chúng ta. Mà tại sao Chúa ban ơn cho chúng ta? Đơn giản là bởi vì chúng ta tìm kiếm Chúa và cầu nguyện tìm kiếm Ngài. Vậy thôi. Yeah. Nếu mà đời sống không tìm kiếm Chúa, đời sống an nhàn, sống nhàn rỗi, thì không có cái sự sống. Đời sống chúng ta không phát ra cái ánh sáng của Chúa. Ngày mai tôi sẽ chia sẻ với đề tài đèn phải sáng luôn. Từng rồi thì muối thì phải mặn. Và ngày mai thì tôi sẽ chia sẻ với đề tài đèn phải sáng luôn. Hay là Kinh Thánh ở trong Luca đoạn 12 câu 35 là Chúa phán rằng lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Ánh sáng mà chúng ta đang có là ánh sáng vay mượn. Chúng ta không tự phát sáng, mà là chúng ta mượn cái ánh sáng đó của Đức Chúa Trời. Hay là chúng ta phản chiếu lại ánh sáng đó. Cho nên cuộc đời cơ đốc là cuộc đời phản chiếu ánh sáng. Là chúng ta, nếu như chúng ta không thắp đèn, chúng ta không sáng đèn vào những buổi sáng, thì cuộc đời chúng ta sẽ tàn tàn. Và nhận lại được cái kết quả đó là chẳng ai quan tâm, chẳng ai mời mọc. Nhưng hiện nay thì Chúa ban ơn để có nhiều hội thánh kết nối. Nhiều hội thánh kết nối là bởi vì chúng ta cầu nguyện, ta tìm kiếm Chúa. Quý vị thấy không? Tìm kiếm Chúa không bao giờ lỗ hết. Cầu nguyện với Chúa không bao giờ lỗ hết. Cho nên quý vị đến được trong vọng canh lúc nào thì chúng ta đến lúc đó để cầu thay. Vâng, mọi người chúng ta đến với Chúa cầu nguyện, tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho tất cả, cầu nguyện cho sự nhóm lại vào ngày mai. Một lần nữa, Lượm có muốn cầu nguyện điều gì không? Lượm có muốn thông báo với vọng canh điều gì thì Lượm cứ mở biết lên để thông báo ha. Cho giờ này chúng con đến với Chúa và cầu nguyện cho hội thánh của Ngài. Ngày mai chúng con sẽ cùng nhóm lại thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban ơn cho chúng con. Nhớ đến hội thánh Chúa ở trong cái giờ chúng con học trường Chúa Nhật. Xin Chúa cho con cái Chúa tham dự đông đủ. Tạ ơn Chúa vì Chúa dùng mục sư Trần Minh Hùng. Đời sống của ông là đời sống cầu nguyện, đời sống truyền giáo, và có sự ảnh hưởng khắp nơi trong các hội thánh. Và Chúa đang dùng ông một cách rất là năng động cho công việc của Chúa. Xin Chúa ban phước. Và chúng con vui vì ông đã nhận lời để hướng dẫn phần học trang bị trường Chủ Nhật. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn cho để chúng con có nhiều người tham gia, được học tập, được trang bị, được lớn lên trong ân điển của Ngài. Chúa ban ơn sức cho ông để giờ này ông đang trả lời các câu hỏi thắc mắc của những người dự ở trong chương trình Sống Tin Yêu. Xin Chúa ban ơn để những thắc mắc được giải tỏa, và ngày càng có nhiều người tham dự chương trình truyền giảng được phước, được cứu rỗi, được Chúa thăm viếng qua chương trình này. Con cảm ơn Chúa vì con cũng có cơ hội hầu việc Chúa với chương trình này. Chúa ơi, nếu mà một đời sống sống lèn èn, không có cầu nguyện, không có năng động, thì chúng con không được tham gia các chương trình, không được anh em nhắc tới. Nhưng chúng cảm ơn Chúa vì chúng con sống năng động cho Chúa, và từ đó chúng con đang tỏa ra ánh sáng của Ngài, tỏa ra chất mặn của muối, hầu cho tất cả chúng con đang hầu việc Chúa và đem rất hiệu quả và gây nên những ảnh hưởng tốt đẹp cho cộng đồng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, ngày mai này xin Chúa ban phước cho hội thánh trong sự nhóm lại. Chúng con có thiếu một vài người, chúng con cầu nguyện Chúa cho những anh chị em không thể đến được với chúng con ở cùng họ trong những hành trình họ đi, đặc biệt là chị Nghe. Chúa an ủi chị, bởi vì mẹ của chị vừa mới qua đời. Chúng con có cầu nguyện cho bà. Chúng con cũng xin Chúa thương xót để cho những người con của bà còn sống
ở trong những cái tang lễ của bà, thì con cầu nguyện Chúa để hành trình cuộc đời của họ những ngày kế tiếp cũng có cơ hội để tiếp nhận cứu Chúa, cũng có cơ hội để nghe tin lành của Ngài, giống như chị Nga đã từng tiếp nhận Chúa một năm trước ở trong lễ phục sinh năm ngoái. Chúng con cảm ơn Ngài, con chúc phước cho chị Nga, xin Chúa gìn giữ chị và nơi mà chị chứng kiến cái nơi an nghỉ của một con người, nhất là người mẹ thân yêu của mình, thì chị sẽ suy nghĩ nhiều về sự sống và sự chết, sự sống có Chúa và sự chết sau sự chết mà có Chúa thì sẽ như thế nào, hầu cho chị sẽ thấy được cái tầm quan trọng của đời sống tin nhận Chúa, có Chúa Ngài an ủi chúng con. Bởi vì khi chúng con có Chúa thì việc chúng con qua đời, tạm biệt đời sống này, đó chính là một sự tạm bỡ, một sự tạm xa lánh, để rồi sẽ có một cái ngày gặp nhau ở tại nơi thiên quốc của Chúa. Xin Chúa thăm viếng chị và an ủi chị. Con cảm ơn Ngài và con cầu nguyện Chúa cho tất cả chúng con. Chúa ơi, có những người thân trong gia đình, để đảm bảo cho việc chúng con đoàn tụ với những người thân, thì chúng con cầu nguyện để cho ở trên đất này khi còn sống, chúng con có cơ hội để nói về Chúa cho những người thân chúng con. Chúng con sống cho Chúa, sống xứng đáng cho Chúa, bày tỏ tình yêu của Ngài. Và chúng con nói về Chúa và đưa họ đến với Chúa, làm sao để những người thân này nhận biết Đức Chúa Trời, và để chúng con có được cái tương lai. Chúng con sẽ đoàn tụ ở thiên quốc khi Ngài Chúa đến, Ngài Chúa trở lại. Chúng con xin Chúa ban ơn cho chúng con ở trong đời sống hàng ngày của chúng con. Và con cũng cầu nguyện đặc biệt cho việc chúng con học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa trong ngày mới này. Thật khó cho chúng con sống ở trong thế giới bận rộn này, để chúng con có thời giờ ngồi lại đọc Kinh Thánh, cầu nguyện với Ngài. Chúa ơi, xin cho chúng con bớt đi thời giờ nghe online, nghe các đài tin tức, bớt đi thời giờ lướt Facebook, lướt web, nhưng có nhiều thời giờ để lắng nghe lời Chúa, để được đọc lời Chúa, để được cầu nguyện. Chúa ơi, để được thông công, trao đổi với anh em trong hội thánh, trong thân thể của Ngài. Con cũng cầu nguyện ngày mai này, xin Chúa đưa đường anh chị em đến ở trong buổi nhóm. Con biết rằng có nhiều người đến Chúa nhưng không đi nhóm thờ phượng Ngài. Xin Chúa khuấy động lòng họ, xin Chúa cho họ tìm được cái nơi gần nhất, nơi chỗ họ sinh sống và sinh hoạt, để họ kết nối lại với hội thánh, trở lại với nhà của Ngài, thờ phượng Ngài. Chúa ơi, chung quanh chúng con còn rất nhiều người chưa tin Chúa. Vì vậy con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót và cứu rất nhiều người để trở lại cùng Ngài. Chúa ơi, cứu đồng hương chúng con ở tại Arizona này, có 30.000 đồng hương và không biết cách nào để họ đến với Ngài. Ôi Chúa, chúng con cũng cầu nguyện Chúa cho hội thánh của Chúa ở Arizona, có 14 hội thánh. Xin Chúa cho các hội thánh này đoàn kết để xây dựng công việc của Ngài. Hội thánh sống kết quả cho Chúa. Con biết rằng khi chúng con được Chúa thăm viếng thì không còn là của riêng nữa, nhưng mà là của chung. Chúng con sẽ gọi đồng bạn đến để chia cá. Chúng con phải gọi đồng bạn đến để chia bớt số cá mà lưới có thể chịu không được, có thể bị rách. Như câu chuyện ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 21, đoạn 20, đoạn 21. Chúa ơi, con xin Chúa giúp đỡ chúng con để cho chúng con sống kết quả cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cầu nguyện Chúa cho dân sự của Ngài cũng trung tín nhóm lại thờ phượng Ngài nữa. Chúa ơi, có những tín đồ họ có được bữa nhóm, có bữa không. Chúa ơi, xin Chúa làm việc trong lòng của dân sự Ngài để cho họ thấy được sự nhóm lại thờ phượng Ngài là điều quan trọng nhất ở trong đời sống của mình, chứ không phải muốn đi thì đi, muốn ở nhà thì ở nhà. Xin Chúa làm việc ở trong lòng dân sự của Ngài để rồi họ thấy Chúa quan trọng, Chúa là số một trên đời sống của họ, để rồi họ được phước, họ được kinh nghiệm được quyền năng của Ngài, càng yêu mến Chúa hơn, càng sống cho Đức Chúa Trời chúng con. Nhưng chúng con theo Chúa một cách chân thật và theo Chúa một cách chuyên nghiệp, một cách thành tâm. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho dân sự của Ngài ngày mỗi ngày càng trưởng thành, càng được lớn lên ở trong Chúa. Xin Chúa ban cho các quyền năng và ân tứ của Ngài ở trên hội thánh của Chúa một cách đầy dẫy, để chúng con xây dựng công việc của Chúa một cách kết quả. Chúa ơi, có những tín đồ lâu rồi họ không đi nhóm bởi vì cuộc đời của họ gắn chặt vào trong công việc làm. Chúa ơi, tài năng của họ chôn sâu dưới đất, không đem lên. Họ giống như những người mà nói rằng họ biết Chúa là đấng nghiêm túc, cho nên họ đã chôn giấu ta lân của mình.
Chúa ơi, trong đó có những gia đình, những nhân tài đã chôn giấu ta lân. Con xin Chúa giúp đỡ cho họ để họ tỉnh thức và trở lại, đem các ta lân đó giao cho những người buôn bán để có thể làm lợi ra, hoặc là họ cũng sẽ làm lợi ra các ta lân mà Chúa cho. Con biết có những người tài năng như vậy ở đâu đó trong dân sự, ở đâu đó trong hội chúng, mà rồi lâu rồi họ không đi thờ phượng Chúa. Xin Chúa kéo họ đến cùng Ngài. Đó là lời khẩn thiết yêu cầu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu nguyện cho Hội Thánh Mỹ, nơi mà mục sư Mark đang quản nhiệm. Hội Thánh rất là được phước. Hội Thánh hoạt động đã 98 năm qua, trải qua nhiều đời mục sư, và Hội Thánh có một cái sự đóng góp cho chánh phủ, nhất là trong chiến tranh thế giới thứ hai, họ trở thành một hội thánh được nhận huân chương, huy chương của chánh phủ về sự đóng góp cho của họ ở cho cái cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, đã giải phóng nhiều lãnh thổ ở Âu Châu. Và Chúa ơi, họ là được rất là được phước, bởi vì khi họ được thành lập hội thánh 98 năm trước và họ bắt đầu phát triển, thì họ đã trải qua những thử thách và đã chứng minh được lòng trung thành của mình. Và hiện nay thì đang có một cái sự phát triển nhưng không có mạnh mẽ, bởi vì cái thế hệ trẻ hiện nay đã bị ảnh hưởng nhiều bởi cái tư tưởng cấp tiến hiện nay. Thì con cầu nguyện xin Chúa khôi phục lại cái tinh thần yêu mến Chúa của Hội Thánh, của những người trẻ trong Hội Thánh. Con cầu nguyện cho rất nhiều người trẻ đến Hội Thánh để thờ phượng Chúa, để chứng minh, để chuẩn bị cho một cái thế hệ kế tiếp có thể kế thừa Hội Thánh trong một cái thời gian 10 hay 20 năm nữa. Chúng con cầu nguyện Chúa cho mục sư Andrew. Hiện nay ông đã trở thành phụ tá cho mục sư Mark. Con cầu nguyện Chúa cho mục sư Mark. Con cầu nguyện Chúa cho mục sư lãnh đạo của thanh niên là mục sư John, anh John và Ashley. Chúa ơi, con cầu nguyện cho thanh niên có nhiều người Á Châu đến để nhóm, đặc biệt là những người Việt Nam, như là điều mà con gái con rất là mong ước, có những thanh niên người Việt Nam đến. Xin Chúa cứu thêm những người Việt Nam, những sinh viên Việt Nam ở kế bên Hội Thánh của chúng con. Chúa ơi, làm sao chúng con tiếp cận được họ, làm sao chúng con được gặp gỡ họ. Chúa ơi, con cầu nguyện, xin Chúa mở đường, Chúa cho một cái cơ hội lớn để chúng con kéo được nhiều người đến với Ngài, trở nên con cái của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để Hội Thánh của Ngài không co cụm, không sơ cứng, không trở thành một cái đồn lũy cho chính mình, nhưng chúng con được ẩn náu ở trong Chúa là đồng lũy của chúng con. Chúng con không tự tạo nên những cái pháo đài của chính mình để khó xâm nhập, để khó hòa đồng, để khó liên kết. Chúng con xin Chúa hóa phá hủy tất cả những điều đó, để cho tất cả chúng con có một sự liên kết, một cái sự mềm mại. Chúng con hy sinh sống cho Chúa nhiều hơn, chúng con sống vì người khác nhiều hơn, để Chúa ơi, chúng con đem nhiều người về với Chúa hơn. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa làm việc ở trong Hội Thánh của Chúa. Một lần nữa con chúc phước cho Hội Thánh Mỹ đã cứu mang chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì họ yêu chúng con và họ đồng công với chúng con, họ yểm trợ chúng con về tinh thần rất nhiều. Con chúc phước cho những người cao niên ở tại đây. Con chúc phước cho Hội Thánh của Chúa ở tại đây tiếp tục được phát triển. Con cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam ở trong dòng phát triển của Hội Thánh Mỹ hiện nay. Chúng con chúc phước cho tất cả các Hội Thánh Việt Nam. Chúng con tiếp tục phát triển. Và hiện nay có 2,7 triệu người Việt Nam sống ở tại Hoa Kỳ. Làm sao để hơn 400 nhà thờ Việt Nam ở Hoa Kỳ này sẽ phát triển hơn, sẽ mở ra nhiều hơn, sẽ cứu được nhiều người Việt Nam hơn trong những ngày tới đây. Chúa ơi, xin Chúa cứu ở trong cộng đồng chúng con những người Việt Nam còn hư mất. Chúa ơi, ban ơn cho Hội Thánh của Ngài để chúng con nhóm lại, hội hiệp, không phải chỉ để ăn uống, không phải chỉ để dòm nhau cho vui, hay là xem đó là một cái câu lạc bộ, hoặc là xem đó chỉ là một cái sự sinh hoạt cộng đồng. Xin Chúa cất đi những lý do đó và cho chúng con hiệp lại, bởi vì cớ nước Ngài, vì cớ danh Ngài, vì cớ chúng con yêu thương tội nhân, vì cớ linh hồn chúng con, vì cớ chúng con muốn phát triển công việc của Ngài. Và những cái cớ khác nó chỉ là những cái điều gì thông công cần thiết để giúp đỡ cho Hội Thánh phát triển thì Ngài giữ đó, những gì không cần thiết xin Chúa xử lý và hủy phá những điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa vì Hội Thánh Vườn Nho ở trong lúc chúng con chưa có cơ sở, chúng con vẫn sử dụng cơ sở của Hội Thánh Mỹ, thì chúng con ở trong cái khó khăn của Hội Thánh, ở trong cái sự thắt lưng buộc bụng, trong cái thời giờ
mà hội thánh có được, thì chúng con vẫn có được những cái sự thông công quý báu. Cảm ơn Chúa vì ở trong cái sự khó khăn, ở trong cái sự thiếu các cái phương tiện, nhưng chúng con vẫn tỏ ra được một hội thánh yêu thương và hiệp một. Chúa ơi, xin cho chúng con rộng lòng để giúp đỡ cho tất cả mọi người. Chúng con rộng lòng để nâng đỡ nhau. Chúa ơi, vì của cải chúng con có, vì những gì chúng con đang có, nó chỉ là do Chúa ban cho để chúng con quản lý nó một cách khôn ngoan mà thôi. Chúa ơi, hội thánh của Ngài cũng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho chúng con được ơn để quản lý những gì chúng con đang có, để chúng con xây dựng một gia đình vững mạnh ở trong Chúa. Chúng con không giữ cho mình, không giữ riêng cho cá nhân chúng con, mà chúng con đem cái điều đó ra để giúp ích cho công việc của Ngài. Vì vậy con xin Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con, hỗ trợ chúng con, ban ơn cho chúng con được phát triển, được kết quả cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu nguyện cho thiếu nhi, thanh niên, Chúa cho hội thánh Chúa có thêm thiếu nhi vào học lời Chúa, học nhạc, học lời Chúa, được lớn lên và các em tin Chúa, các em đem cha mẹ mình đến với Ngài. Chúa ơi, xin cho chúng con được gắn kết với gốc nho để chúng con trở nên một thân giống như Chúa Giêsu, chúng con giống như Ngài, bởi vì Ngài muốn chúng con kết quả cho Ngài. Chúa ơi, xin cho chúng con trở nên kết quả cho Đức Chúa Trời chúng con. Xin cho chúng con được thành công và kết quả qua đời sống chúng con, thì có thêm nhiều gia đình, thêm nhiều người được nhận biết Đức Chúa Trời, đến với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Con xin dâng buổi sáng hôm nay trong công việc của anh chị em, trong công tác, trong công việc làm của họ. Xin cho họ làm một nhưng họ được hưởng hai. Xin cho họ làm xin cho được may mắn trước chủ mình. Xin cho họ được ơn ở trong việc quản lý. Ai làm thợ thì bày tỏ danh của Ngài ra, được may mắn, như được chúc phước, như là ông Isaac, người đào giếng, đào cái nào bị dành cái đó, nhưng khi ông nhường thì ông được nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Xin cho chúng con cơ đốc nhân, chúng con không xe xua, không tranh cạnh, nhưng chúng con tha thứ, chúng con nhịn nhục, chúng con khiêm nhường, chúng con mềm mại giống như ông Isaac. Khi khiêm nhường, mềm mại, nhường nhịn thì chúng con được nhiều hơn gấp đôi, và khiến cho những cái người chống đối, những cái người thù nghịch phải tới để dàn xếp, để chết ước, bởi vì họ bắt sợ khi thấy chúng con càng ngày càng được cường thạnh. Chúa ơi, xin Chúa ban cho chúng con tinh thần mềm mại đó như Isaac trong ngày làm việc mới này của chúng con. Cho con được ơn trước mặt chủ mình, cho chúng con được ơn trước mặt những người sếp của mình, và họ nhận biết rằng chúng con là những người có Chúa, là những người thuộc về Ngài. Chúng con là những người tin kính Chúa, là những người đang chiếu ra ánh sáng của Chúa, và nó ảnh hưởng tới những người xung quanh chúng con. Chúa ơi, đó là lý do vì sao chúng con có mặt trên đời này, vì mà lý do vì sao chúng con được sống ở trên đất này, và chúng con tiếp tục bày tỏ ánh sáng vinh quang của Ngài cho những người xung quanh. Xin giúp đỡ chúng con, Chúa ơi. Ngoài Chúa ra, chúng con không có phước gì khác. Ngoài Chúa ra, chúng con không làm được gì đâu, Chúa ơi. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng con, Chúa ơi. Do chúng con ảnh hưởng đến con cháu mình, ảnh hưởng đến con em của mình, ảnh hưởng đến đồng nghiệp của mình, vì cái chất muối, chất mặn ở trong đời sống chúng con sẽ được lan tỏa ngày hôm nay, để họ, ngoài chúng con ra, họ không thể chịu đựng được, bởi vì họ cần cái chất muối đó của chúng con. Họ cần cái chất muối mà làm cho thức ăn không bị hôi thiêu, hư. Họ cần cái chất muối đó để làm cho đời sống thêm mặn mà, thêm thi vị, thêm ngon, thêm cái mùi vị. Chúa ơi, chúng con chúc phước cho đời sống của chúng con là ảnh hưởng đến những người xung quanh trong một ngày mới này và những ngày sắp tới. Chúng con cầu nguyện cho đất nước Mỹ, nơi có hội thánh của Ngài cũng vậy nữa. Khi chúng con cầu nguyện cho hội thánh là một đơn vị nhỏ, khi chúng con cầu nguyện cho nước Mỹ thì là một cái tổ chức lớn, một cái tập thể lớn và nhiều hội thánh nhỏ để làm nên cái tập thể này. Cho nên xin Chúa ban phước cho nước Mỹ vì cơ hội thánh của Ngài trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Con xin dâng mọi sự trong tay của Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah. Bây giờ thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đã cầu nguyện sáng hôm nay. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Dạ, yeah, vâng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn những lời nhắn tin của quý vị ở trong phòng cầu nguyện của chúng ta sáng hôm nay. Cảm ơn cô Cathy Mai, Tammy, Tuyết Hương. Dạ, yeah, quý vị đã nhắn vào trong cái lời cầu nguyện. Dạ, ở trong phòng cầu nguyện. Dạ. Bye bye. Dạ. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Bye bye, Tammy. Cầu chúc cho mọi người một ngày thật vui. Amen. Yeah. Cảm ơn cô. À, bye bye chị Lượm. À, nãy mời chị Lượm tham gia mà chắc Lượm đang bận hả? Yeah.